Đơn hàng 9 món của bạn Hải Văn đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Món đầu tiên là một đôi vớ, tiếp theo là bút két sticker, một chiếc kẹp tóc hình bướm, một bịt mép gel, một dao rọc giấy, hộp đồ dùng học tập 5 món, hộp 12 tấm sticker nhựa, một cái quạt cầm tay, và cuối cùng là nhíp gấp sticker. Liam cảm ơn bạn Hải Văn đến từ thành phố Hồ Chí Minh để ủng hộ shop Liam nha. Đơn của bạn đã thanh toán trước rồi ha. Đơn hàng 3 món của bạn Quang Lợi đến từ thành phố Quy Nhơn. Món đầu tiên là 2 bịch bông gòn nhồi squishy, tiếp theo là 2 cây bút mực xanh có đầu gheo xóa được, và cuối cùng là tủ chiến ngang đi ca bàn. Liam cảm ơn bạn Quang Lợi đến từ thành phố Quy Nhơn đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn là 92k kệ ship. Đơn hàng 6 món của bạn Khánh Duy đến từ Bình Dương. Đầu tiên là túi bóng kính trong suốt dán miệng 50 cái, 2 chiếc dao rọc giấy cái gắn 2 kênh, một chiếc tủ 9 ngang đi co bàn, một cuộn tem cảm ơn 500 miếng, một cái bút cắt sticker có đính cham, và cuối cùng là hộp đựng washi tape loại 1 ngang. Liam cảm ơn bạn Khánh Duy đến từ Bình Dương để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn là 167k cả ship. Đơn hàng 7 món của bạn Thu Ngọc đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Món đầu tiên là sổ sticker kèm dao cắt, tiếp theo là sổ sticker trà sữa, một hộp washi tape trong, sổ 25 tấm sticker kèm cây cán, bút cắt sticker, một lốc washi tape, và cuối cùng là một hộp 100 tấm sticker. Liam cảm ơn bạn Thu Ngọc đến từ thành phố Hồ Chí Minh để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn là 109k cả ship. Đơn hàng 4 món của bạn Hoàng Ngân đến từ Quảng Nam. Món đầu tiên là hộp móc khóa handmade, một hộp có 4 món bên trong. Tiếp theo là hộp 108 sticker các sẵn, một sợi dây buộc tóc Rinchi, và cuối cùng là một chiếc kệ 6 ô đi ca bàn. Liam có món quà nhỏ gửi tặng cho bạn Hoàng Ngân đến từ Quảng Nam nha. Cảm ơn bạn Hoàng Ngân đã ủng hộ shop Liam. Tổng đơn là 126k cả ship. Đơn hàng 7 món của bạn Thái Hưng đến từ Trà Vinh. Món đầu tiên là một chiếc nhíp cắp sticker, tiếp theo là 2 cây thước dẻo, bút các sticker có đính cham, một lóc washi tape, 3 cái cham có miếng dán phía sau, set giấy nốt gồm 4 loại, và cuối cùng là 2 sợi dây buộc tóc có đính cham. Liam cảm ơn bạn Thái Hưng đến từ Trà Vinh để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn là 98k cả ship. Đơn hàng 6 món của bạn Liệu Nguyễn đến từ Bình Dương. Món đầu tiên là sổ sticker trà sữa số lượng 2, túi bóng kính trong suốt dán miệng 50 cái, một hộp bút bi mực đen, một cây bút két sticker, hộp 50 chiếc tẩy mini, và cuối cùng là 2 hộp 108 sticker các sẵn. Liam cảm ơn bạn Liệu Nguyễn đến từ Bình Dương đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn là 181k cả ship. Đây là đơn hàng đầu tiên ở trên shop của Liam trên TikTok này các bạn. Đơn hàng này của bạn Nhật Hà đến từ thành phố Đà Lạt. Bạn mua 2 cuộn băng keo nano. Băng keo này dùng để dán hoặc là để thổi bong bóng, giống như những cái bong bóng mà trên kênh Liam Channel Liam có thổi ha. Có kèm một cái ống thổi và có kèm một túi hạt kim tuyến lấp lánh này các bạn. Liam có món quà gửi tặng cho bạn Nhật Hà đến từ thành phố Đà Lạt nha. Cảm ơn bạn Nhật Hà đã ủng hộ shop của Liam trên TikTok nha. Liam có để link sản phẩm cũng như là link shop trong phần mô tả video. Nếu các bạn thích hãy vào trong phần mô tả video để tham quan và mua sắm trên shop của Liam trên TikTok và Shopee nha. Đơn hàng 6 món của bạn Khánh Ngọc đến từ Quy Nhơn. Món đầu tiên là set 6 tấm sticker chibi. Tiếp theo là một cây bút xóa nước, một cuộn washi tape dài 5m, 2 ngòi lẻ mực xanh, một cây bút bấm mực đen và cuối cùng là set bấm giấy và hộp kim. Liam cảm ơn bạn Khánh Ngọc đến từ thành phố Quy Nhơn đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 65k cả ship. Đơn hàng 7 món của bạn Tiến Đạt đến từ Bến Tre. Món đầu tiên là túi đựng bà kiểm tra, set 5 miếng băng keo cá nhân số lượng 2, 2 sợi dây buộc tóc Ronchi, 3 cái ghim cài ba lô, 1 quạt cầm tay hoạt hình, 2 cây bút bi mực đen và cuối cùng là 1 chiếc dao rột giấy. Liam cảm ơn bạn Tiến Đạt đến từ Bến Tre để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn là 74k cả ship. Đơn hàng 5 món của bạn Kim Ngân đến từ Hà Nội. Món đầu tiên là miếng lót ly cách nhiệt. Tiếp theo là một cái băng đô hình thú, một cái bút chì kim khủng long, một tập trình ký và cuối cùng là set một bút và 2 cây tẩy. Liam cảm ơn bạn Kim Ngân đến từ Hà Nội để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn là 91k cả ship. Đơn hàng 3 món của bạn Nguyễn Mạnh đến từ Hà Nội. Món đầu tiên là hộp sticker hình con tem số lượng 3. Tiếp theo là 3 cây thước dẻo. Và món cuối cùng là cột tóc scrunchie số lượng 3. Liam cảm ơn bạn Nguyễn Mạnh đến từ Hà Nội để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn là 99k cả ship. Đơn hàng 9 món của bạn Thanh Thủy đến từ Đồng Nai. Đầu tiên là 2 cái nhíp gấp sticker. Tiếp theo là một cuộn tem cảm ơn 500 miếng, 3 sợi dây buộc tóc đến cham, một cái giá gỗ để điện thoại, một cuộn băng keo nano thổi bong bóng, túi bóng kính trong suốt dán miệng 100g, một cây bút cắt sticker có đính cham, băng keo 2 mặt loại 1cm và cuối cùng là một cây bút sticker chibi. Liam cảm ơn bạn Thanh Thủy đến từ Đồng Nai đã ủng hộ shop Liam nha. Đơn của bạn đã thanh toán trước rồi ha. Đơn hàng của bạn Lan Anh đến từ Vũng Tàu. Bạn mua 8 túi sticker nhũ tai thỏ. Liam cảm ơn bạn Lan Anh đến từ Vũng Tàu đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn là 68k cả ship. Đơn hàng 4 món của bạn Hồng Văn đến từ Hà Nội. Món đầu tiên là một cái nhíp gấp sticker. Tiếp theo là set làm móc khóa handmade, sticker nhũ blin gấu thỏ, một cuộn băng keo nano trong để thổi bong bóng. Liam cảm ơn bạn Hồng Văn đến từ Hà Nội để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn của bạn là 62k cả ship.